anh nghĩ trong mình anh là rất là khỏe, anh là người nông dân là khỏe, tính không nghĩ là đến độ để bị vậy. Nhưng mà anh bị vậy thì anh lên cái bệnh viện S.I.S này điều trị. Trước thì anh bị trong mình nó khó chịu rồi, nó tê bên tay bên chân á, rồi bỏ mùng bữa tối mùng 2 rồi anh mới lên bệnh viện S.I.S là nằm khoảng một tuần, tay chân thì giả không lên. Cuối cùng qua bên cái khoa này vật lý trị liệu khoảng 2 tuần mấy thì anh thấy cũng khỏe và anh ổn, anh đi đứng lại cũng được, khoảng phục hồi khoảng 70-80%. Anh đi chống gậy anh đi được, đứng đi được. Lúc trước anh xuống anh chị là cái thể anh không đi được, anh yếu giở tay không lên, bây giờ giở tay lên được. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nam 50 tuổi quê ở Sóc Trăng. Thì cách đây khoảng 4 tuần là bệnh nhân đột ngột liệt nửa người ở bên trái, kèm theo chóng mặt và đau đầu rất là nhiều. Thì vào bệnh viện S.I.S mình được chụp MRI và phát hiện là có một cái ổ nhồi máu não, cạnh não thất và nhân bèo ở bên phải. Bệnh nhân này là được điều trị nội khoa kết hợp với vật lý trị liệu. Thì sau 1 tuần là bệnh nhân hết đau đầu, hết chóng mặt, nhưng mà còn liệt nửa người ở bên trái. Thì lúc đó là bác sĩ phục hồi chức năng tiến hành thăm khám, lượng giá và đưa ra một cái chương trình tập cụ thể cho anh này. Và lúc đó là cũng tiên lượng là sau khoảng 3 tuần thì bệnh nhân có thể là tự đi được. Thì sau khi mà áp dụng các cái máy móc trang thiết bị hiện đại ở bệnh viện mình á, thì hiện tại là vừa hết 2 tuần là bệnh nhân đã có thể là tự đi được. Và dự kiến là cuối tuần này chúng tôi sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Qua đây thì mình cũng muốn khẳng định một điều, đó là nếu bệnh nhân bị đột quỵ mà được phát hiện sớm, được điều trị kịp thời ở tuyến chuyên khoa và được tập phục hồi chức năng kết hợp với những cái máy móc trang thiết bị hiện đại, thì bệnh nhân hoàn toàn có thể hồi phục để trở lại với cuộc sống bình thường như trước. Tôi gửi lại các cảm ơn là bệnh viện S.I.S trong khi điều trị tôi rất là nhiệt tình, và các kỹ thuật viên của khoa vật lý trị liệu này cũng là rất nhiệt tình chăm sóc và tập tôi rất là nhiệt tình. Tôi rất cảm ơn là khoa vật lý trị liệu và các kỹ thuật viên của bệnh viện.